trái đất là kho tiềm năng và kiến thức vô tận. Mỗi miền đất nơi ta sinh ra cũng như đặt chân tới đều mang trong mình những ý nghĩa và giá trị riêng. Đó cũng chính là lý do mà mỗi hành trình nơi ta đi đều đem đến cho ta những trải nghiệm thú vị, mới mẻ và vô cùng khác lạ. Chính bởi sự phấn khích đó mà những chuyến phiêu lưu dường như đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Đặc biệt là đối với những người trẻ, những người luôn khao khát được trải nghiệm, được khám phá, được sống hết mình. Hôm nay, trên tinh thần phiêu lưu bất diệt, hãy cùng RTK Media chúng mình tiến tới tìm hiểu bộ phim Gogo Sentai Bookender nhé! Đầu tiên, vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Gogo Sentai Bookender hay Chiến đội phiêu lưu Bookender là Super Sentai series thứ 30, đồng nghĩa với việc đây là một TV series kỷ niệm của Super Sentai, được sản xuất bởi Toei, phát sóng trên kênh TV Asahi từ ngày 19 tháng 2 năm 2006 đến ngày 11 tháng 2 năm 2007, dưới định dạng HD TV 720p. Phim sau này đã được hãng phim Phương Nam mua về để lồng tiếng thuyết minh, phát hành dưới hai định dạng đĩa CD và DVD, đặt tựa đề là Bookender, siêu nhân sấm sét. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tìm hiểu nội dung phim nhé. Ở bất kỳ thời đại nào, người ta vẫn khao khát tìm kiếm những miền đất lạ. Đó chính là lý do khái niệm về những nhà thám hiểm được ra đời. Tổ chức phi chính phủ SGS, tên viết tắt của Search God's Successor, đã được lập ra để thu thập các bảo vật tồn tại trên khắp thế giới. Những bảo vật này mang trong mình uy lực khiếp sợ, có thể đe dọa tới sự an toàn và nền văn minh của nhân loại. Chúng được gọi là các Precious. Và để thực thi nhiệm vụ khai quật và bảo vệ Precious, nhóm chiến đội Bookender đã được SGS tạo ra, trang bị những trang thiết bị, vũ khí và các siêu chiến xa tối tân. Song, SGS cũng như các Bookender không phải là những người duy nhất truy lùng Precious. Trái với những nhà phiêu lưu chân chính tìm kiếm báu vật để bảo quản, gìn giữ và ngăn không cho nó gây đại họa cho nhân loại, có những kẻ ác nhân xấu xa muốn tìm kiếm và lợi dụng sức mạnh từ các Precious để trục lợi cho mình và tận dụng quyền năng đó để thống trị nhân loại, đe dọa nền hòa bình và sự yên ổn của thế giới. Lúc này, nhiệm vụ của các Bookender là phải đứng lên đương đầu với những thế lực tà ác đó, không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thu thập báu vật, mà còn là để bảo vệ cho tương lai của nhân loại. Để nhận xét về cốt truyện của Gogo Sentai Bookender, cá nhân mình đánh giá, đây là một phần Super Sentai được xây dựng nội dung tương đối chỉnh chu. Đầu tiên, về mặt ý tưởng, phim đã chắt lọc rất tốt những thông tin xoay quanh chủ đề phiêu lưu, khám phá cổ vật để đưa vào làm nguồn cảm hứng. Những chi tiết tiêu biểu như mã hóa, giải mã, đọc bản đồ, sử dụng la bàn, đu dây, phá bẫy, giải đố, vân vân đều đã được cài cắm trong phim một cách tỉ mỉ, khéo léo, vừa giúp người xem dễ dàng nhận diện nhưng lại không quá lộ liễu hay phô trương. Về khoản xây dựng cốt truyện, Bookender cũng có thể nói là thuộc hàng những series Super Sentai có nội dung gay cấn, u tối, cài cắm nhiều nút thắt, nghịch lý và đẩy cao trào khá tốt, khiến cho tổng thể bộ phim giữ được cái lửa cần thiết và kéo người xem đi hết chặng hành trình. Đặc biệt, phim đã thể hiện rõ nét câu khẩu hiệu tiêu đề tinh thần phiêu lưu bất diệt khi đưa vào một dàn nhân vật gan lì, cứng đầu và không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Điều này mình sẽ phân tích kỹ hơn ở mục sau. Ở trên là những ưu điểm rồi, nhưng đối với mình, Bookender vẫn tồn tại không ít những nhược điểm. Và có lẽ nhược điểm lớn nhất chính là bởi việc cốt truyện của phim đã cố nhồi nhét quá nhiều tình tiết, quá nhiều nhân vật. Không biết các bạn có cảm nhận giống như mình hay không, nhưng xuyên suốt series Bookender, phim có những mảng truyện được cài cắm khá rời rạc, thừa thãi và thiếu liên quan, như việc khai thác thân thế của Natsuki, tập phim về cậu bé trái đào Momotaro, hay tập phim Sakura tập cười, và thậm chí là cả sự kiện Masumi bị thế lực bóng tối chi phối và sau đó rời nhóm Bookender, cũng thực sự đã đẩy mạch phim đi xa quá mức cần thiết. Dẫu biết rằng những nút thắt, những khoảng khám phá gốc gác cũng như phát triển nhân vật là cần thiết, nhưng việc đưa quá nhiều thông tin vào bộ phim mà không liên kết nó một cách chặt chẽ đã khiến cho Bookender, tuy bề ngoài là một TV series với cốt truyện gay cấn, nhưng đi sâu vào lại giống như một nồi lẩu thập cẩm. Chưa kể tới việc nhồi nhét một lượng lớn nhân vật vào phim, điều này mình sẽ khai thác kỹ hơn ở mục sau. Mình nói vậy không phải là chê Bookender dở, mà mình cảm thấy lãng phí cho một lượng thông tin và tình tiết lê thê quá mức cần thiết. Giá mà phim có thể tiết chế tốt hơn ở khâu này thì chắc chắn Bookender đã để lại ấn tượng sâu đậm hơn đối với mình. Cá nhân mình cho rằng Bookender gây dấu ấn mạnh nhất có lẽ ở cảm xúc đọng lại chứ không phải nằm ở mặt nội dung. Nếu so sánh với một bộ phim có liên quan mật thiết nhất là Power Rangers Operation Overdrive thì mình xin khẳng định rằng nhận xét này không hề thiên vị, nhưng Operation Overdrive đã triển khai phần cốt truyện cũng như hành trình và mục đích khai quật báu vật tốt hơn Bookender rất nhiều. Chỉ với 32 tập phim nhưng sự sắp xếp tình tiết, cài cắm lượng thông tin một cách hợp lý đã giúp cho nội dung của Operation Overdrive chỉnh chu ở nhiều mặt. Ok, tiếp theo tới phần nhân vật. Mình sẽ điểm mặt gần như toàn bộ những nhân vật nòng cốt góp mặt trong bộ phim. Đầu tiên là những người hùng chủ đề của chúng ta, nhóm Bookender.
Mình sẽ bắt đầu với đội trưởng của nhóm, Akashi Satoru, nhà phiêu lưu nhiệt huyết, Boken Red. Thường được các thành viên trong đội gọi với biệt danh là Chief. Anh là một người thủ lĩnh tỉnh táo, bình tĩnh, bất khuất với cái đầu lạnh và trái tim nóng. Và từng được người đời biết tới là một nhà phiêu lưu can trường với cái tên răng nanh bất tử. Trong quá khứ, vì một sai lầm trong quá trình khảo cổ, Akashi đã vô tình để cho hai người đồng đội của mình là Kyoko và Masaki bỏ mạng trong đám cháy. Điều này đã dẫn tới sự giải nghệ của anh cũng như việc anh gia nhập SGS sau đó. Cũng chính vì lý do này mà Akashi luôn đặt một gánh nặng rất lớn lên vai khi trở thành đội trưởng của nhóm. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải bảo vệ cho họ bằng mọi giá. Akashi là một hình mẫu lý tưởng chuẩn mực trong các đời Red Senshi của Super Sentai. Vừa là quả cầu lửa nhiệt huyết thôi thúc mọi người, nhưng đồng thời cũng là bộ óc điềm tĩnh, luôn vạch ra kế hoạch tác chiến một cách tỉ mỉ. Bởi là một người đam mê phiêu lưu mạo hiểm, nên Akashi dành sự mến mộ đặc biệt cho nhà văn Jimmo Kagawa. Ở trong phim, anh được xây dựng trở thành thế lực đối trọng của Ryu Wong bên phe phản diện. Biến hình thành Boken Red, Akashi điều khiển ba cỗ máy chính là Coco Dump, Coco Jet và Coco Commander. Câu cửa miệng đặc trưng của anh mỗi khi xung trận là Attack! 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 Tiếp theo là Masumi Ino, nhà phiêu lưu tốc độ, Boken Black. Masumi trong quá khứ cũng từng được biết tới là một thợ săn báu vật tương đối khét tiếng, có điều không nổi bật được như Akashi. Khi còn nhỏ, anh từng đụng mặt Jamino Yaiba. Hắn đã đồ sát toàn bộ đoàn khảo cổ mà Masumi tham gia, chỉ trừ lại cậu bé Masumi. Lý do là bởi Yaiba đã nhìn thấy được bóng đêm ẩn sâu bên trong đôi mắt của cậu bé. Sau này, Masumi trở thành thế lực đối trọng của Yaiba bóng đêm trong phe phản diện. Masumi là người nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn, thuộc hàng ngũ những người gia nhập nhóm khá trễ, bên cạnh Natsuki. Anh mang khá nhiều sự đố kỵ với đội trưởng của mình là Akashi, luôn cố gắng nỗ lực bằng mọi giá để có thể vượt qua được anh ta. Nhưng thực sự thì cái bóng của Akashi quá lớn nếu để so với Masumi. Khác với hai thành viên nam khác là Akashi hay Sota, luôn vạch ra kế hoạch tỉ mỉ trước khi hành động, Masumi lại thiên về cảm tính và sự liều lĩnh nhiều hơn. Anh thuộc tiếp người, làm trước rồi mới nghĩ sau. Đôi khi, sự bốc đồng của anh lại giúp cho Bokenger giải mã được một vài vấn đề hóc búa. Trong phim, anh cũng được xây dựng tương đối nhiều những khoảnh khắc warm up tình cảm với Natsuki, giúp cho mối quan hệ của hai người sau này được phát triển vượt lên trên khái niệm tình cảm đồng đội. Chuyển hóa thành Boken Black, Masumi điều khiển ba cỗ máy chính là Kogo Formula, Kogo Crane và Kogo Carrier. Giờ là thành viên thứ ba của nhóm, Mogami Shota, nhà phiêu lưu tầm cao, Boken Blue. Shota được ví như bộ óc thiên tài chiến thuật của nhóm bởi quá khứ khi xưa từng làm điệp viên. Sở trường của anh là khai thác dữ liệu máy tính cũng như vận hành công nghệ điện tử. Shota khi xưa từng theo đuổi công việc gián điệp chỉ để thỏa mãn niềm vui thích cá nhân. Nhưng khi anh nhận ra công việc này chỉ đem lại nỗi đau cho người khác, anh đã dã từ sự nghiệp và không lâu sau đó gia nhập SGS. Shota là một người khá lạc quan, lịch thiệp và nhã nhặn, mang đầy đủ những tố chất của một tay sát gái đích thực. Anh được xây dựng trở thành đối trọng của Kaze no Shizuka bên phe phản diện. Và chính sự mê gái, sĩ gái tới quá mức cần thiết của Shota đã nhiều lần khiến anh phải gặp rắc rối với Shizuka. Gia nhập nhóm sớm hơn Masumi và Natsuki, khác với Akashi đặt niềm tin tuyệt đối cho họ thì Shota, với cái đầu cựu điệp viên của mình, lại thường xuyên nghi ngờ Masumi và Natsuki, cho rằng họ là những kẻ trộm cướp hay những tên nghiệp dư. Tuy vậy, cách cư xử của cậu với Natsuki vẫn có phần nào đó nhã nhặn và tử tế hơn khi cậu đối đãi với Masumi. Câu cửa miệng của Shota là Sota. Một cách nói lái đi của Sota có nghĩa là phải rồi, đúng là như vậy. Sota. Chuyển hóa thành Boken Blue, Shota điều khiển ba cỗ máy chính là Coco Gyro, Coco Mixer và Coco Fighter. Giờ là thành viên nữ đầu tiên, Natsuki Mamiya, nhà phiêu lưu khỏe khoắn, Boken Yellow. Natsuki tên thật là Lilina, công chúa của nền văn minh Lemuria. Nhưng khi cha mẹ của cô nhận ra nền văn minh của họ đã sắp lụi tàn, họ đã bỏ lại Natsuki khi đó con đang rất nhỏ trong một chiếc kén ngủ, làm giảm quá trình trưởng thành của cô từ 1 năm lên 5.000 năm. Sau đó, Masumi đã tìm ra Natsuki bị kẹt trong một hang động tàn tích đổ nát và để cô đi theo mình. Giống như Masumi, Natsuki là thành viên gia nhập nhóm rất trễ. Cô là con người nhiệt huyết, vô tư, hồn nhiên và có phần ngây thơ quên lối về. Sự hồn nhiên này đôi khi là nguồn động lực cho cả nhóm, nhưng đôi lúc lại kéo theo không ít rắc rối. Thân phận thực sự của Natsuki mang nhiều khả năng tiềm tàng khiến cô trở thành đối tượng bị các thế lực phản diện săn đuổi. Cô cũng có hai năng lực đặc biệt là nhìn thấy trước tương lai và thao túng điều khiển Zuban. Bởi Zuban thực chất vốn dĩ là một báu vật thuộc sở hữu của nền văn minh Lemurian. Biến hình thành Boken Yellow, Natsuki điều khiển ba cỗ máy chính là Gogo Dozer, Gogo Drill và Gogo Attacker. Tiếp sau đây là thành viên nữ thứ hai, Sakura Nishihori, nhà phiêu lưu sâu thẳm, Boken Pink. Cô là thành viên kỹ thuật thứ hai của nhóm
và cũng có thể được coi là đội phó. Sakura khi còn nhỏ được đào tạo những kỹ năng chiến đấu thuần thục, có thể làm chủ khả năng sử dụng máy móc, súng đạn cũng như võ thuật. Sakura là một cô gái nghiêm túc, lạnh lùng và khó bộc lộ cảm xúc của bản thân. Thậm chí tới mức mà bộ phim còn cho cô riêng cả một vài tập phim chỉ để giúp cho Sakura có thể nở nụ cười. Nhưng mà thực ra thì mấy tập này nó hơi hâm dở và thừa thãi hết sức. Giống với Shota, Sakura cũng không dễ dàng gì đặt niềm tin vào cặp đôi gà mờ Masumi và Natsuki. Cô thậm chí còn nhiều lần chĩa mũi kiếm về phía Natsuki vì nghi ngờ rằng cô bé là do gián điệp bên phe phản diện cài vào. Hành động này một phần tới từ lòng trung thành tuyệt đối của cô dành cho tổ chức SGS. Có lẽ nguyên do của sự việc này là vì ngày bé cô đã bỏ nhà ra đi để rồi SGS trở thành chỗ dung thân của cô. Cô nhận lời mời gia nhập Bokenger cũng như SGS khi gặp gỡ Akashi tại trường tập bắn. Trong phim, Sakura dành nhiều sự ngưỡng mộ cho đội trưởng của cô, Akashi. Sau này tình cảm giữa hai người được ít nhiều thể hiện ra và cuối phim, cô đã cùng Akashi đi du hành vũ trụ. Biến hình thành Bokenping, Sakura điều khiển ba cỗ máy chính là Gogo Marine, Gogo Shover và Gogo Rodder. Sau cùng trong nhóm Bokenger là thành viên gia nhập nhóm trễ nhất, Takao Kaechi, nhà phiêu lưu rực rỡ, Boken Silver. Eiji nguyên là con trai của gia tộc Takaoka, những người có trách nhiệm cai quản và phong ấn những ác nhân tộc Ashu. Xong, cha của anh lại đem lòng yêu một cô gái tộc Ashu, khiến cho Eiji trở thành một con người mang hai dòng máu nửa người nửa quỷ. Trong một lần trở nên mất kiểm soát và bị ý chí Ashu chi phối, Eiji đã vô tình khiến cha mình bị mất cảnh giác và bỏ mạng dưới nanh vuốt của đám Ashu. Từ đó, anh đem theo mối hận báo thù Ashu và nguyện tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Xong, chính lòng thù hận này lại càng khiến anh ngày một trở thành một con ác quỷ. Khi cây trượng phong ấn hồn Ashu của anh bị đập bể, anh gần như đã phát điên và bị ý chí tà ác chi phối. Chính Akashi đã liều mình đem tới cho Eiji cây Saga Spear, đánh lừa anh rằng nó được chế tạo dựa trên cây trượng của gia tộc Takaoka, buộc cho Eiji phải tự đối diện với bản ngã bên trong mình. Cuối cùng, anh đã chấp nhận cả những mặt tối của bản thân và chọn sống làm một người con của tộc Takaoka, kẻ trấn giữ các Ashu, trở thành Boken Silver và sát cánh cùng 5 người bạn chiến đấu với thế lực tà ác. Xét về tính cách, Eiji là một người khá kiêu ngạo, tự cao, lập dị, với sở thích ăn rau củ. Anh cũng là một kẻ rất cứng đầu và có thái độ không hợp tác với đồng đội, không chịu cùng họ vạch ra kế hoạch tác chiến, mà chỉ nghĩ gì làm đó theo cảm tính, giống y như Masumi khi xưa vậy. Điều này gây nên không ít mâu thuẫn và bất hòa. Song, anh lại có một sự nể trọng nhất định dành cho Akashi và Sakura. Tuy ương ngạnh khó chịu là vậy, nhưng Takaoka Eiji là một nhân vật để lại nhiều điểm sáng trong bộ phim nhất. Từ tạo hình, tính cách, xây dựng cho tới phát triển nhân vật đều rất tốt. Không chỉ vậy, anh xứng đáng với vai trò là một Sixth Senshi. Với kỹ năng chiến đấu và tầm hiểu biết vượt trội, anh luôn xuất hiện ứng cứu cho nhóm Bokenger mỗi khi cần. Trở thành Boken Silver, anh được đặc chế riêng 3 chiếc xe là Gogo Fire, Aider và Police, kết hợp lại trở thành Siren Builder, một siêu người máy thiên về tốc độ. Nhìn chung để nhận xét về dàn nhân vật chính của bộ phim, thì đây là một trong những bộ Sentai hiếm hoi mà có những Senshi là mình cảm thấy ác cả. Cụ thể ở đây là Shota, Masumi và Natsuki, khi nét diễn của họ có phần bị quá lố tới mức gượng ép và cách xây dựng nhân vật cũng có phần hơi hợt, bề nổi, thiếu nhiều chiều sâu. Nếu không phải vì ba thành viên còn lại là Sakura, Akashi và Eiji được xây dựng tương đối chỉn chu, tạo được thiện cảm tốt và hoàn thiện cả về mặt quá khứ lẫn phát triển tính cách, thì có lẽ mình đã không theo dõi tới hết phần phim này. Đây có vẻ không thực sự là một bộ Sentai có ra nhân vật đủ tạo ấn tượng tốt cho mình. Nên khi nhiều bạn hỏi vì sao mình thường thích xem hoặc đánh giá cao Power Rangers Operation Overdrive hơn, thì đây là một trong những lý do tiêu biểu nhất. Giờ ta sẽ điểm nhanh qua 4 thế lực phản diện của bộ phim. Đầu tiên là đại thần Quan Gaja, kẻ sống sót cuối cùng của nền văn minh Gordon, bị đánh thức sau giấc ngủ ngàn thu khi các Bokenger khám phá Atlantis. Đây là một tên mưu mẹo với trí lực siêu phàm, chỉ một lần nhìn qua bản vẽ thiết kế cũng có thể ghi nhớ nó nằm lòng. Với sự quái gở, nham hiểm và trí thông minh đáng sợ, hắn trở thành một đối trọng không thể xem nhẹ của các Bokenger. Chỉ tiếc là, mặc dù là phản diện chính của phim với một background khá ấn tượng, nhưng xuyên suốt phim hắn lại quá nhản nhòa và vẫn thiếu đất diễn để thể hiện. Khi lên phim nhân vật này được thể hiện hơi quá lố nên tạo nhiều ác cảm cho người xem. Tiếp theo là sáng tạo vương Ryu Wong. Ông là thủ lĩnh của tộc ác long Yaryu, là kẻ săn lùng kho báu máu mặt với tham vọng bất chấp cả an nguy và sinh mệnh của nhân loại, là kỳ phùng địch thủ với Boken Red. Giữa ông và vị đội trưởng của nhóm Bokenger có rất nhiều mối tương đồng và sự nhiệt huyết phiêu lưu cháy bỏng, nhưng bởi hai người chọn đi theo hai cách thức khác nhau nên đã dẫn tới nhiều cuộc đối đầu cân sức. Giờ là phe Dark Shadows, bao gồm Yamino Yaiba, Meboroshi no Gekko và Kaze no Shizuka. Ở đây mình chỉ nhận xét hai nhân vật là Yaiba và Shizuka mà thôi. Yaiba là đệ tử của Gekko, một tên hắc ám ninja với tà thuật đáng sợ, cùng sự lạnh lùng, tàn nhẫn,
không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù. Hắn cũng chính là người đã nhìn thấy được bóng tối ẩn sâu bên trong Masumi và tìm mọi cách để dụ dỗ cậu ta về phe tà đạo. Về phần Kaze no Shizuka, cô là học trò của Gekko và Jaiba, một nữ ninja trung thành, hồn nhiên, nhí nhảnh. Đây là nhân vật có lẽ được đưa vào để làm giảm sự căng thẳng cho bộ phim, chứ cô gần như không có một vai trò nào thực sự đáng kể. Chưa nói tới việc vai diễn của cô bị thể hiện có phần hơi quá lố. Nếu như đem so sánh với Miratrix bên phía Power Rangers Operation Overdrive, thì nhân vật Miratrix được xây dựng với nhiều chuyển biến cảm xúc và có chiều sâu hơn một cách rõ rệt. Tiếp theo, Guy và Ray của tập Ashu. Được giới thiệu trong tập 17, bộ lạc Ashu là một nhánh tiến hóa đặc biệt không xác định của loài người, sở hữu những năng lực kỳ dị. Thời xa xưa, chúng bị xem như là yokai và bị phong ấn trong một Precious có tên là Bách Quỷ Kính. Chỉ có Guy và Hyoga là thoát ra được cho tới ngày nay. Sau đó, khi Bách Quỷ Kính bị vỡ, Ray đã thoát ra và gia nhập cùng với những Ashu còn lại chống lại con người. Sau này khi nhóm Ashu bị Bokenger đánh bại, Gaja đã hồi sinh lại Guy và Ray bằng cách cài động cơ Kodom vào cho chúng và biến chúng trở thành các Quester. Đánh giá về nhóm phản diện này, có thể nói Ashu tạo được nhiều ấn tượng rất tốt và là một trong những yếu tố kéo mạch phim trở nên cao trào. Bằng sự kết hợp với truyền thuyết Yokai, nhóm Ashu hay sau này là các Quester trở thành những kẻ phản diện cản đường rất ấn tượng và là một trong những nhân tố góp phần kết nối Eiji với nhóm Bokenger. Để nhận xét chung nhất về dàn phản diện của bộ phim thì nhận định của mình là bên cạnh việc xây dựng dàn phản diện tương đối mạnh mẽ, mưu mô và xảo quyệt, song việc nhồi nhét tới 4 tuyến phản diện lớn thực sự làm cho phim trở nên rối rắm và làm cho việc phân chia đất diễn đảm bảo cho 4 tuyến này trở nên khó khăn và thiếu thuyết phục. Phim gần như chỉ đánh nhiều điểm sáng vào Guy và Ray của tập Ashu. Những thế lực còn lại kể từ sau khi hai tên phản diện kia xuất hiện bỗng trở nên mờ nhạt tới độ khó hiểu. Điều đáng tiếc nhất là ở Rewon. Lẽ ra đây có thể là một kẻ phản diện đáng nhớ bởi xuất thân, quá khứ và động cơ hành động có rất nhiều nét tương đồng liên quan chặt chẽ với Akashi bên phe Bokenger, song lại không được phim làm chỉnh chu tới nơi tới chốn. Xét dàn phản diện của phim này, vì sao mình nói là bị nhồi nhét tới thừa thãi? Bởi ít nhất là mình có thể điểm mặt 3 cái tên, mà dù có biến mất khỏi đội ngũ ác nhân trong Bokenger cũng không có quá nhiều sự ảnh hưởng tới mạch truyện chính, bao gồm Kaze no Shizuka, Maboroshi no Gekko và đại thần quan Gaja. Và như mình đã nói, từ cốt truyện tới nhân vật của Bokenger đều bị lãng phí và dư thừa thông tin một cách quá mức cần thiết, khiến cho phim lẽ ra đã có thể tốt hơn nhưng lại rơi vào một lối mòn đáng tiếc. Cuối cùng trong bài review ngày hôm nay, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc. Đây là điểm mạnh mà mình đánh giá cao nhất trong Bokenger. Không chỉ sở hữu những bản BGM cực kỳ bắt tai và thời thượng, phim chiếm trọn cảm tình của mình ở những bản opening, ending và theme song. Ba ca khúc bao gồm Gogo Sentai Bokenger, Bokenger Dream On và Bokenger's Go On Fighting đều được thể hiện một cách vô cùng xuất sắc qua giọng ca đầy nội lực của nam ca sĩ Nobuo Yamada. Sở dĩ mình yêu thích những ca khúc này tới vậy bởi lẽ Nobuo là một trong những nam ca sĩ hát nhạc Sentai mà mình đặc biệt yêu thích. Ở chú tồn tại một giọng hát vô cùng nội lực, cuốn hút và luôn luôn cháy hết mình một khi biểu diễn. Ok, vậy trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về Gogo Sentai Bokenger, series Super Sentai thứ 30 kỷ niệm cho loạt phim Super Sentai đỉnh đám. Có thể thấy, theo đánh giá của nhóm, phim còn tồn tại khá nhiều hạt sạn không đáng có, lẽ ra đã có thể khắc phục để phim trở nên thú vị hơn. Tuy vậy dẫu sao, Bokenger cũng không phải là một bộ phim quá tệ. Nếu như bạn có thể cảm được nó, thì đừng ngần ngại mà xem hết cả series nhé. Sắp tới, chúng mình sẽ còn ra thêm một video riêng để phân tích các thông tin bên lề, cũng như những chi tiết gợi nhắc tới các bộ Sentai cũ mà Bokenger đã cài cắm vào. Vậy nên, các bạn nhớ like, share và subscribe cho RTK Media để chuẩn bị đón chờ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki. Xin chào. アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。